Lý cơ xương khớp là một trong những cái vấn đề mà cái thời tiết thu đông hay là cái thời tiết lạnh chúng ta rất là hay gặp, và chúng ta điều trị những bệnh lý này như thế nào, và cái phương án nào là cái phương án điều trị tốt nhất ở những bệnh nhân liên quan đến các bệnh lý cơ xương khớp. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu, trao đổi về các bệnh lý cơ xương khớp trên lâm sàng. Thì mình muốn nói với các bạn một số cái vấn đề liên quan đến, một là thoái hóa, hai là thoát vị trong vấn đề điều trị và chẩn đoán về mặt cơ chế để các bạn hiểu. Trong nhóm này thì thực chất là mình biết rất là nhiều người cũng khá là giỏi về các chuyên ngành, đúng không ạ? Thì chúng ta biết cái gì thì chúng ta trao đổi đó, và các bạn comment xuống bên dưới hay trong chợ để chúng ta đặt ra những câu hỏi và đặt ra những cái lời giải đáp. Rồi, ok, thì hiện tại bây giờ 55 người đang xem rồi, thì chúng ta sẽ đi một chút về cái vấn đề về thoát vị trước nha. Chúng ta đi về thoát vị trước. Thì nếu như nói về vấn đề thoát vị đĩa đệm thì chúng ta thấy là chúng ta hay gặp nhất là có hai cái hệ thống đốt sống các bạn gặp thoát vị, một là đốt sống cổ, hai là đốt sống thắt lưng. Vì chúng ta hãy nhớ rằng giải phẫu của hệ thống cột sống của chúng ta thì chúng ta có 33 đốt sống và chúng ta có hai đường cong sinh lý. Và đường cong sinh lý đầu tiên các bạn cần điểm đến đó chính là đường cong sinh lý của cột sống cổ, và đường cong sinh lý thứ hai là đường cong sinh lý của cột sống thắt lưng. Thì trong đó là cột sống cổ của chúng ta thì có khoảng tầm 3 đốt sống mà có khả năng chịu lực rất là lớn. Một là C4, C5, C6 và C7 là những đốt sống mà có khả năng chịu lực rất là lớn. Thì dòng trợ còn lại ở cột sống thắt lưng các bạn thì là L4, L5, được chưa, và S1 là những cái đốt sống nó chịu 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 lực cực lớn luôn. Và nói về giải phẫu thì chúng ta thấy là cột sống của chúng ta ấy, thì nó có thân đốt sống, mình không vẽ được lên đây, mình có thân đốt sống, đúng không ạ? Cái thân đốt sống, và cái thân đốt sống này thì nó có thêm một số cái thành phần bên cạnh nữa, là nó có những cái gai ngang, nó có những cái gai sau. Thì dòng trợ và bên cạnh cái thân đốt sống của chúng ta nó là ống tủy, và bên trong nó có tủy sống của chúng ta. Và đương nhiên là giữa thân đốt sống này và thân đốt sống kia ấy, chúng ta có một cái vòng sụn, và bên trong đó nó có các bao sơ, và ở giữa hệ thống đó chúng ta có nhân nhầy. Đó, và chúng ta gọi đó là cái đĩa đệm. Thì đúng chưa? Và cái nhân nhầy nó bình thường nó nằm bên trong và nằm giữa cái hệ thống bao sơ của chúng ta. Và nó có cái nhân nhầy nó sẽ có một cái vai trò nó giống như kiểu là một cái viên bi nằm ở giữa, nó sẽ giúp cho đốt sống của chúng ta có thể vận động rất là linh hoạt ở các tư thế, đúng không ạ? Xoay gấp duỗi. Gấp cột sống rồi ngửa, mục đích của nó là cái vai trò chính của nó là do cái nhân nhảy, thấy không chưa? Nó nằm ở giữa và nó giúp cho đốt sống của chúng ta vận động rất là nhẹ nhàng và có thể là cử động rất là nhiều tư thế. Vậy thì bình thường cái nhân nhảy của chúng ta ấy, nó nằm bên trong cái bao sơ, thấy không chưa? Và nó không gây hiện tượng chèn ép cái gì cả. Vậy thì bây giờ vì một số nguyên nhân nào đó, đúng không ạ? Nó làm cho cái nhân nhảy của chúng ta làm sao đấy ạ? Nhân nhảy của chúng ta nó không nằm chính giữa nữa, mà nó bị chui ra bên ngoài. Và chui bên ngoài như này nó có thể làm rạn cái hệ thống bao sơ, và nó có thể làm rách cái hệ thống bao sơ. Và khi nó gây rạn hoặc gây rách cái hệ thống bao sơ ấy, thì bắt đầu là nó sẽ chèn ép vào hệ thống tủy sống của chúng ta. Và khi nó chèn ép vào hệ thống chúng ta, cái đó chúng ta sẽ gọi là bệnh lý thoát vị đĩa đệm. Thì thông chưa? Và các nguyên nhân có thể gây ra thoát vị thì bao gồm những cái gì? Thì đa phần là những nguyên nhân mà làm cho áp lực cuộc sống của chúng ta nó tăng lên, đúng không ạ? Trong đó là chúng ta thấy là nào là vận động nặng này, đúng không ạ? Nào là hoạt động sai tư thế này, nào là chấn thương. Đây là những nguyên nhân mà chúng ta thấy là hay gặp gây ra thoát vị đĩa đệm nhất. Đó. Vậy thì khi mà tình trạng thoát vị đĩa đệm xảy ra ấy, thì các bạn thấy là nó sẽ chèn ép vào hệ thống thần kinh của chúng ta. Và đương nhiên là khi nó chèn ép vào hệ thống thần kinh ấy, thì bắt đầu nó gây ra các cái triệu chứng trên lâm sàng, điển hình nhất là đau. Điển hình nhất là của chúng ta là đau, đúng không ạ? Nếu như thoát vị cột sống cổ, chúng ta sẽ thấy đau vùng cổ, vai. Và đương nhiên là khi mà nó chèn ép vào hệ thống thần kinh thì chúng ta biết là là nó sẽ gây ra các rối loạn cảm giác, và nó thường đi đi theo lan theo hệ thống rễ thần kinh chi phối. Nên là trong vấn đề chẩn đoán bệnh nhân thoát vị đĩa đệm là đau, và thường là đau lan theo hệ thống rễ thần kinh. Thì thông chưa? Nếu như cột sống cổ thì các bạn thấy là dạng sẽ đau lan xuống đâu đấy, xuống vai và có thể là xuống tay, đúng không ạ? Xuống ngón cái, xuống ngón út. Còn đối với cột sống thắt lưng ấy thì các bạn thấy là dạng nó sẽ đau lan theo mặt trước đùi, đúng không ạ? Ở mặt ngoài đùi xuống mặt trước cẳng chân, xuống ngón chân cái, hoặc là hoặc là đau mặt sau đùi, đúng không ạ? Xuống các ngón chân út, xuống ngang bàn chân. Đấy. Vậy thì tùy theo từng cái đốt sống tổn thương thì các bạn thấy là cái tính chất đau và tính chất lan nó cũng khác nhau. Và đương nhiên là đứng trước những bệnh nhân này ấy, thì bắt buộc khi mà bệnh nhân đã có những triệu chứng đau và đau lan theo rễ thần kinh thì bắt buộc chúng ta phải khám để chúng ta phát hiện xem có hội chứng TTD hay không. Thì cái này nó lại là một chuyên ngành của bác sĩ mà chúng ta mới làm, bác sĩ của chúng ta mới làm được. Ví dụ chợ bác sĩ của chúng ta mới làm được khám để chẩn đoán. Thì trong vấn đề khám ở những bệnh nhân liên quan thoát vị thì quan trọng nhất chúng ta tìm được cái dấu hiệu chèn ép rễ, thì không cái gì rễ, chính chất chính của nó là đau lan theo hệ thống rễ thần kinh của chúng ta, thì khi đó chúng ta sẽ có những chẩn đoán. Trong trong cột sống cổ chúng ta có nghiệm pháp ép rễ, đúng không ạ? Trong cột sống thắt lưng thì chúng ta có lát xe, đúng không ạ? Các nghiệm pháp lát xe, hay là chúng ta có bấm chuông, chúng ta có thống điểm valve trong vấn đề chẩn đoán cái vấn đề về hội chứng kích thích rễ hay chèn ép rễ.
Và đương nhiên khi mà chúng ta phát hiện được những cái điều đó rồi thì bắt đầu chúng ta cho gì ạ, cho chụp MRI, tức là tất cả những bệnh nhân thoát vị, các bạn nghi ngờ thoát vị trên lâm sàng thì các bạn đều phải có chuyện chụp MRI, tức là chụp cộng hưởng từ. Thì mục đích của chụp cộng hưởng từ là gì? Mục đích của chụp cộng hưởng từ là chúng ta phát hiện xem là gì ạ, đốt sống nào, đúng không ạ, đĩa đệm nào nó gì ạ, nó gây gì ạ, gây thoát vị và nó gây chèn ép vào thùng rễ, và nó chèn ép vào bên nào, hay dùng chợ và mức độ ra làm sao để các bạn đưa ra hướng giải quyết và điều trị cho bệnh nhân. Vậy thì khi mà các bạn đã chẩn đoán thì các bạn biết là tiêu chuẩn để các bạn chẩn đoán bệnh nhân thoát vị là chủ yếu các bạn chẩn đoán dựa trên cộng hưởng từ và đương nhiên dựa trên một phần khá lâm sàng và cận lâm sàng đấy, thì mình vừa nói với các bạn rồi. Thì khi mà các bạn đã chẩn đoán được rồi thì khi đó chúng ta sẽ đưa ra các phương án điều trị ở những bệnh nhân gì ạ, những bệnh nhân thoát vị đĩa đệm. Thì trong đó là gì, trong đó đối với những bệnh nhân thoát vị quan trọng nhất là chúng ta phải làm giảm áp lực lên cột sống. Nguyên tắc điều trị ở những bệnh nhân thoát vị là các bạn phải làm giảm áp lực cột sống, làm giảm áp lực lên cột sống. Quá dùng chợ. Khi mà các bạn làm giảm áp lực cho cuộc sống thì đồng nghĩa với việc nó sẽ làm giảm áp lực lên đầu đệm, lên cái hệ thống nhân nhầy về đệm. Thì cái nhân nhầy của chúng ta nó có thể làm sao đấy à, trở lại được vị trí ban đầu. Hy vọng của chúng ta là như vậy. Hay dùng chợ. Cái thứ hai là gì? Là với những bệnh nhân thoát vị ấy, thì các bạn biết nó gây chèn ép, nó gây đau, làm cơ bệnh nhân nó co cứng. Vì vậy cái nghiệm cái thứ hai mà chúng ta cần phải giải quyết cho bệnh nhân thoát vị là diện là giảm đau và giãn cơ, đúng không ạ? Và cái thứ ba nữa là gì? Là chúng ta làm các nghiệm pháp nó có khả năng dạng làm giảm áp lực cột sống rất là nhiều, ví dụ như chúng ta đeo đai hay là chúng ta kéo giãn cột sống đấy, hoặc là chúng ta dùng nhiệt trị liệu để có vai trò giãn cơ. Mình đối với những bệnh nhân thoát vị đĩa đệm thì mình rất là thích về cái vấn đề vật lý trị liệu phục hồi chức năng, mình cực kỳ thích trong vấn đề điều trị luôn vì nó mang lại hiệu quả điều trị khá là cao và gần như là dạng rất là ít tác dụng phụ đấy. Đấy, thì chúng ta nghiêng ra hai cái là vấn đề điều trị bệnh nhân liên quan đến dạng thoát vị ở đệm ấy, thì các bạn thấy là dạng một là Tây y thì chúng ta làm được cái gì? Thì chúng ta thấy là dạng Tây y thì các bạn có thể dùng các thuốc giảm đau, đúng không ạ? Chống viêm, được chưa? Và giãn cơ, mục đích của nó để dạng làm giảm triệu chứng cho bệnh nhân. Kết hợp phục hồi chức năng để làm gì? Để chúng ta kéo giãn cột sống, chúng ta làm giảm áp lực lên cột sống. Được chưa? Kết hợp thêm y học cổ truyền để chúng ta làm gì? Tức là kết hợp thêm đông y ấy để chúng ta châm cứu, đúng không ạ? Chúng ta chườm nóng, chúng ta massage, mục đích của nó để giãn cơ và giảm đau. Các bạn dùng chợ và theo thời gian các bạn thấy được khi chúng nó giảm rồi thì bắt đầu bệnh nhân tự tập. Thì khi bệnh nhân tự tập thì các bạn biết là dạ, những cái bài tập để giúp cho quá trình dạ, giúp cho quá trình hồi phục. Thì trong đó là dạ, trong đó là đu xà. Thì các bạn phải hiểu cái nguyên tắc của đu xà. Đu xà ở đây không phải là chúng ta lên xà đơn mà đu xà ở đây là chúng ta chỉ cần với tay lên cái hệ thống xà của chúng ta. Và đương nhiên khi các bạn với tay lên hệ thống xà thì các bạn thấy là dạ, chúng ta sẽ thả lỏng toàn bộ cuộc sống, thả lỏng toàn bộ cuộc sống. Khi thả lỏng toàn bộ cuộc sống thì các bạn biết là sẽ làm giảm áp lực cuộc sống của bạn đi, giảm áp lực lên cuộc sống. Thì dùng chợ và cái nhân nhầy để đệm của chúng ta nó khả năng gì ạ, nó khả năng trở lại được vị trí. Và thứ hai nữa là bơi. Bơi cũng là một trong những cái biện pháp mà nó có vai trò làm giảm được cuộc sống rất là tốt. Rồi chúng ta có thể là gì ạ, đeo đai rồi tập yoga. Chứ còn ở những bệnh nhân liên quan thoát vị thì các bạn thấy rằng điều là gì ạ, nó rất dễ thoát vị trở lại nếu như mà các bạn bê vác nặng hay là chúng ta làm việc sai tư thế đấy. Thì tóm lại vấn đề điều trị ở những bệnh nhân thoát vị thì mình nói rất là nhanh, mình nói về lâm sàng để chủ yếu mọi người trao đổi với nhau là chính đấy. Nhém, kể cả về mặt khám lâm sàng thì thực chất là mình sẽ không nói quá nhiều về đề khám lâm sàng ở đây vì chủ yếu ở đây là các bác sĩ nên là các bạn cũng biết được vấn đề khám lâm sàng ở những bệnh nhân thoát vị thì chúng ta cần khám những cái gì, đúng không ạ? Lát xe là khám như thế nào, đúng không ạ? Rồi dạ, thống điểm valix chúng ta có bao nhiêu điểm và trên bao nhiêu điểm chúng ta có giá trị, rồi dạ, bấm chuông chúng ta làm như thế nào, thì có lẽ là cái này các bạn đều có thể biết rồi. Đấy, chúng ta đều biết những cái này rồi. Còn lại thì các bạn dược sĩ thì các bạn có không thể làm được điều này, mình phải nói điều đó vì kiến thức của các bạn đôi khi nó cũng có hạn nên là cái vấn đề khám để phát hiện bệnh nhân thoát vị thì rất là khó để cho các bạn làm, thực chất là rất là khó để các bạn khám được bệnh nhân nên là khi ở những bệnh nhân ấy các bạn thấy là gì ạ, khi mà các bạn đứng quầy hay là các bạn khám bệnh nhân hay các bạn đến bệnh nhân đến với các bạn vì triệu chứng đau nhưng mà nó đau lan, quan trọng chuyện nó đau lan theo rễ thần kinh thì chúng ta nên nghĩ đến vấn đề có hiện tượng chèn ép. Chèn ép ở đây thì đa phần là do thoát vị, còn một phần cũng liên quan đến vấn đề thoái hóa thì nó cũng gây hiện tượng chèn ép và nó cũng gây ra các triệu chứng đau trên lâm sàng như thế này. Và đương nhiên về mặt điều trị thì nó cũng không có gì khác biệt trong vấn đề điều trị những bệnh nhân thoát vị ở đệm. Và mình rất là hài lòng trong vấn đề điều trị bệnh nhân thoát vị trên cái vấn đề là phục hồi chức năng. Đấy. Thì cái ý kiến của mình như vậy, cái ý kiến của mình trao đổi với các bạn như vậy thì không biết là ý kiến của các bạn như thế nào. Thì các bạn comment xuống bên dưới. Các bạn hãy comment xuống bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về cái vấn đề này. Hiện tại bây giờ đang hơn 100 người đang xem, 107 người đang xem. Thì cái vấn đề điều trị ấy, thì các bạn có ý kiến gì ở đây không? Hay là chúng ta có cái góp ý gì ở đây hay không? Hay là có cái gì hay? Hay là có những cái... chào Duy. Duy có muốn lên livestream cùng anh không? Duy là một trong những người mà mình rất là thân, học sinh của mình, học trò của mình, nhưng mà bạn ấy rất là khá. Duy Triệu. Anh mời Duy lên nhé.
kiến thức của bạn ấy về cơ xương khớp khá là khá đấy, nên mình muốn mời Duy lên để trao đổi các bạn một chút. Thì không biết là Duy có rảnh không, Duy rảnh thì lên, các bạn không rảnh thì thôi. Thì có cái gì các bạn cứ comment xuống dưới, chúng ta cùng nhau trao đổi nhé. Thực chất là làm trong vấn đề ngành y thì các bạn thấy là chúng ta cứ trao đổi thật lòng, chúng ta trao đổi hết khả năng của chúng ta, đúng không ạ? Có gì nói đó, biết gì nói đó, hiểu gì nói đó, không hiểu thì chúng ta hỏi. Đấy. Trao đổi thì mới được. 114 người đang xem thì các bạn hãy comment những cái ý kiến của các bạn khi mà chúng ta tiếp xúc với một bệnh nhân thoát vị đi. Thì thực chất là các bạn trên lâm sàng các bạn sẽ gặp đấy. Ồ đây rồi. Trên cái máy Samsung lắng like của mình thì nó không hiện câu hỏi. Nhưng mà trên mình vừa vào cái máy này thì nó hiện câu hỏi đây. Hoa quả may ơi, em inbox cái này lại cho anh nhé. Nguyễn Quang Quân cho mình hỏi là chân tay buồn bực, tối hay bị chuột rút, nhức mỏi thì thường nghĩ đến bệnh gì? Thì cái này nên xem cái vấn đề về về ion liên quan đến điện giải nhé, xem canxi có vấn đề gì không. Ở những bệnh nhân liên quan đến phồng đĩa đệm mà làm nghề lái xe thì thực chất là giải quyết rất khó, vì các bạn biết là công việc của người ta là ngồi nhiều, mà các bạn biết là ngồi nhiều nó sẽ làm gì áp lực cuộc sống rất là lớn. Thì trong chợ và đi xe các bạn biết nó có hiện tượng rung lắc ấy. Thì khi mà hiện tượng lồi đĩa đệm xảy ra mà trên nền bệnh nhân lái xe, nghề nghiệp của nhân lái xe thì rất là khó để giải quyết. Đeo đai nó chỉ hỗ trợ một phần. Trượt đốt sống thì cái vấn đề về trượt đốt sống chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút về vấn đề trượt đốt sống. Trượt đốt sống là gì? Trượt đốt sống là trạng đốt sống của chúng ta nó không nằm vị trí giải phẫu nữa, mà nó dạng nó di lệch so với bản lề. Và đương nhiên chúng ta phải lấy đốt sống bên dưới để bạn so sánh. Thì dùng trượt thì chúng ta có trượt ra trước và trượt ra sau. Và đương nhiên tùy cái mức độ trượt thì trượt đốt sống chúng ta chỉ là 4 độ 1 2 3 4, chúng ta kẻ cái phần xương bên dưới, tức là cái bản lề xương bên dưới thành 4 phần, 25%, 25 50, 50 75 và 100. 75 100 thì chúng ta thấy nếu như mà cái độ trượt ấy thì chúng ta thấy là diện nếu độ trượt của chúng ta mà không quá 25% chúng ta gọi trượt độ 1, nếu từ 25 đến 50% thì gọi trượt số 2. 50 đến 75 trượt độ 3 đúng không ạ? 75 đến 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 100 trượt độ 4. Vậy thì với những bệnh nhân liên quan trượt đốt sống thì chúng ta thấy là gì ạ? Tùy theo mức độ trượt để chúng ta giải quyết, thì đa phần những bệnh nhân trượt đốt sống thì mình nên chuyển ngoại. Mình chuyển ngoại điều trị sẽ là hay nhất, hợp lý nhất. Còn không thì chúng ta đeo đai nhé. Các bạn đặt câu hỏi đi, mình thấy có vài câu hỏi ở đây thôi. Còn lại thì mình không thấy câu hỏi đâu cả. Trong vấn đề về Triệu Duy có hỏi thì trong vấn đề về về điều trị ở những bệnh nhân, cái mức độ đau của những bệnh nhân liên quan đến đến thoát vị ấy, thì chúng ta dùng những cái gì để các bạn dùng có thể giảm đau, thì đúng rồi, Duy có hỏi là trong phác đồ giảm đau thì các bạn biết là chúng ta có những cái thuốc giảm đau hiện nay, là ví dụ như tùy mức độ đúng không ạ, chúng ta đánh giá mức độ đau của bệnh nhân để các bạn dùng thuốc giảm đau. Nhẹ thì chúng ta dùng gì ạ? Paracetamol, nặng hơn nữa NSAID đúng không ạ? Nặng hơn nữa là gì ạ? Morphine và dẫn xuất morphine. Và chúng ta có một số các thuốc giảm đau có vai trò là gì ạ? Các thuốc giảm đau, những thuốc giảm đau gọi là thuốc giảm đau thần kinh đấy đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là gì ạ? Gabapentin hay là cái pregabalin chẳng hạn, thì thực chất là nếu như anh dùng thì anh vẫn có thể dùng, nhưng mà anh vẫn không thích dùng những thứ này bằng NSAID. Cái hiệu quả điều trị đau của nó khá là lớn, khá là cao hơn so với những cái thành phần này. Thì anh vẫn dùng NSAID nhiều hơn. Đấy, quan điểm của anh thì anh vẫn dùng NSAID nhé. Trong vấn đề điều trị những bệnh nhân liên quan đến đến mức độ đau thì anh thích dùng NSAID. Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Chí Thắng có hỏi là vấn đề tiêm khớp trong thoái hóa, thì cái này thì hôm vừa rồi mình vừa mới có gặp bác sĩ Duy, Triệu Duy, thì mình cũng có trao đổi về những cái này. Đợi mình chút, có người gõ cửa. Đợi anh khoảng đợi Hello. đợi anh khoảng 15 phút, anh đang giảng bài online. Ok, tí xuống nhé, khi nào xong anh gọi nhé. Ok. À, có người vừa mới hỏi mình chút, đợi một tí mình sẽ trao đổi với các bạn đây. Nguyễn Chí Thắng có hỏi là cái vấn đề tiêm nội khớp ở những bệnh nhân thoái hóa thì thực chất như thế này. Nếu như nói vấn đề trên phương diện của một người làm
bạn còn nghe thấy được không? Thế rồi. Các bạn còn nghe thấy được không? Các bạn nghe thấy được không? Comment đi, comment xuống dưới cho mình xem còn nghe thấy được không nào. Tại vì mình đang ở cái máy này, mình đang đọc comment của các bạn này. Cái máy Samsung của mình không biết tại sao nó lại không hiện được cái comment của các bạn để mình đọc luôn trên máy. Các bạn nghe lại được chưa ạ? Ui các bạn đừng có like nhiều quá rồi, các bạn cứ like nhiều quá nó đơ hết rồi đấy. Trời ơi, số lượng người xem thì nhiều mà mạng thì kém. Nên là tại vì mình đang đóng hết cửa phòng lại này, nên là cái mạng nó rất là kém. Đấy, đây này. Mình đang đóng cửa phòng lại chứ mình không mở cửa phòng, nên là cái mạng nó kém. Mạng nó kém thì thôi được rồi. Các bạn nghe lại được chưa? Các bạn nghe lại được chưa? Nghe lại được chưa các bạn ơi? Các bạn nghe lại được chưa nào? 103 người đang xem không biết là gì ạ. Chắc là mất mạng rồi sao mà. Rớt mạng hả? Xem lại được chưa các bạn ơi? Xem lại được chưa? Xem lại được chưa? Xem lại được chưa? Nào các bạn xem lại được chưa? Các bạn xem lại được chưa nào? Các bạn nghe lại được chưa? Comment hộ mình cái, comment hộ mình cái. Để mình còn biết nào. Tiếng rồi. Nào các bạn xem lại được chưa? Các bạn xem lại được chưa nào? Mình đang nghe được tiếng mà. Chắc là có lẽ các bạn không comment được hả? Thế cái vấn đề về mình trao đổi với các bạn là những cái mà phải gọi là ngắn gọn nhất. Chúng ta là người làm lâm sàng, cực kỳ ngắn gọn, cực kỳ dễ hiểu để các bạn có thể áp dụng và các bạn có thể làm lâm sàng được. Được chưa ạ? Có lẽ là các bạn sao nào? Để mình thử lên lại xem nào, được không nhé?